Lập chập quá ní. Hello mọi người. Hello mọi người. Thì hiện tại gia đình mình đang chuẩn bị đi lên Dung để mà coi cha mẹ mình dỡ lúa nha mọi người. Thì không biết là nhiều không nữa, nhưng mà mời mọi người đón xem cái hành trình mà người nông dân Kiên Giang người ta đặt lúa như thế nào nha. Ok Dung. Thì bây giờ mình với cha mình sẽ chuẩn bị đi dỡ cái lúa nha. Quá rồi, quá rồi. Đầy lú luôn rồi. Này là cái đầu tiên nha mọi người. Còn mấy ký cha? Mấy ký luôn. Cô này chết được mẹ nó. Mấy ký nha, cái đầu vuông nè. Vuông vuông cho hết. Tổng sức là tháng mấy ở ngoài biển nè. Giờ mới có được hả? Cho ăn một tháng mấy luôn mọi người. Mấy rồi đó. Ngày là một ngày là 400-500 ký nhiều với nhau trâu với hến rồi. Hến với nhau trâu rồi mà. Chỗ khác người ta cho ăn thức ăn không biết sao chứ chỗ mình cho ăn nhau trâu với hến không. Giờ đi theo cái lũ tiếp theo nha. Tới cái thứ hai nha. Ở cái nãy không chạy. Tôm này mình nuôi mấy tháng rồi kìa. 2 tháng 10 3 ngày. Ui. 20 con. Hai cái nửa xô rồi. Đầy xô này là tầm 30 ký á nha mọi người. Đầy xô này hả? À. 30-40. 30 mấy chứ. Nuôi tôm cũng không phải dễ đâu nha mọi người. Thấy gì chứ không phải gì đâu. Bỏ công ra mình đi cào hến về một tháng ngoài á. Mà tôm mà nó đặt không có rồi cái thì muối luôn. Tới cái thứ ba nha mọi người. Cái này sao đây không biết có được như hai cái kia không này. Hết rung rinh luôn rồi. Hết rung rinh không biết là nó dính nhiều quá nó hết rung rinh hay là nó không dính. Cái giữa vùng trên với vùng dưới mọi người. Đây, một cục luôn. Chọc tí. Bằng 2 cái đầu. Đầy chưa? Chưa. Đầy nữa, 1 cái nữa. Xô à. Đây tới sáng chạy vừa không thì ngon luôn. Tới cái lũ thứ tư nha mọi người. Hết rung rinh luôn rồi. Biết sao đây. Đít luôn nhỏ quá là dính ít. Không ít đâu. Con thấy con nặng nặng rồi đó. Cái này
bài trời cũng hòm luôn. Thích hơn mấy cái kia xíu. Không ít về nhiều đâu. Đầy xô mọi người, nhìn đây à. Lưng rồi đó. Tới cái thứ năm này. Cái này nó là chắc đẩy xô rồi đấy. Kín đất luôn rồi. Dữ rồi. Thấy nhiều luôn. Ôi trời. Một lần thì nó ít, chạy tính là nó ít. Lại xô luôn, cái này nó lại xô luôn. Tới mét rồi. Đầy luôn. Vừa luôn. Con phải vừa đầy luôn mọi người. Đây cái thứ sáu nha mọi người. Cái này thường thường chạy mạnh không cha? Thử coi đợt này chạy mạnh không. Bây giờ cái nào cũng chạy nhiều. Cái bao này tôi vừa đổ vô bao nha mọi người. Rồi sợ nó dồn lên sợ nó dính mà bỏ lên trên đấy chứ. Rồi con kéo cái xô lại con xô thẳng kìa một phút luôn rồi mọi người thấy không mấy ký thầy dính bên đây đi. Cái kia nó chắc đầy luôn. Một cái khúc bao luôn mọi người. Mấy ký á. Đã không? Tới cái cuối cùng rồi nha mọi người. Cái này nó hy vọng là nó sẽ đầy luôn cái bao này. Thiếu gì thấy không nặng gì hết kìa. Rồi thôi chỉ nhắc rồi bạn bắt tôm dính không dính rồi hả trời ơi dính rồi trời ơi nằm đâu ở đây nhóc hết trơn nè lát cắm đầu xuống dưới luôn giờ giờ đổ ra lựa nha mọi người. Cái này để cho cầm cái rồi biết nè căn hạo à hạo thử bao nhiêu con ký đếm sao có điểm để đấy sao trời ơi
trời, tôm này ăn dữ vậy trời. Tôm này có mười mấy con, mấy con à. Sáu bắt con nhỏ chừa lại con sáu con mình bao lớn đây có mười mấy con, 12, 15 20 con tròn. Ờ, con. Đã tròn nhẹ luôn mọi người. Chia đặt lúa quạo tròn luôn rồi, khỏi lửa đó nha. Lửa ra là nhầm khi là nó xuống mười mấy luôn á. Mình lửa mấy con trọi ra là xuống mười mấy luôn á mọi người. Bây giờ con nhỏ này nha. Tôm này nó cứng nè. Xuống ngang luôn hết trời. Bỏ mấy con này lại đi. Thôi em lửa bỏ mấy con nhỏ đó lại nha. Con nhỏ lại chừng 8 con. Lại đi. Ờ. 20. Trời ơi, chăm gì biết rồi, sáng rồi nó còn nhảy lên nữa bà ơi. Đóng tôm luôn. Có sao đâu chị. Đủ cái đồ mày đủ không? Rồi. Ủa trời, nó đủ luôn. Đủ mặt quá. Ô quá, tôi ăn mì nè bây giờ. Ủa, cô cắn. Cô cắn gì vậy? Mì nè. Mì mới cô cắn. À dạ. Ủa trời, hai đứa mọi người. Tao đếm cũng hay quên đó. Đếm mập. Không, đếm cái đếm cũng quên rồi chậm. Đếm thử coi được bao nhiêu con à. So với cái số mà mình thả bao nhiêu ngàn không à, để mình khi mình đặt xong á, là mình coi thử nó có đủ cái số mà mình thả không hay là nó hao bao nhiêu á. Con bự ra cái con bự cà bá rồi đó, cái con đó là cái gì chết. Bây giờ mình với cậu Sáu mình đi dở dắt thứ hai nha mọi người, ở trên kia đang nấu cháo ăn. Giờ mình với cậu Sáu đi dở dắt thứ hai. Đây là cái lú gần nhất đây. Lú này nãy dính nhiều lắm mà giờ nó cũng kinh nữa rồi kìa. Cái chết này sao nè. Dạ. Cái cây đuôi đó đó. Cái đầu tiên nha. Giác thứ hai này không biết thì sao. Anh em ơi. Nặng không? Nặng không? Nặng quá chìm rồi. Chìm luôn hả? Còn cái này chay tịt lắm nè. Giác thứ hai rồi, không biết có dính nhiều như giác đầu tiên không đây. Ui. Ô lú này làm hơn cũng thông rồi. Không thông rồi. Dành có đổ keo không? Dở lên giục dành không? Không cái thì lại ông ơi. Lập chụp quá ní. À. Rồi đổ vô. Cái đầu tiên nha mọi người, không biết đợt thứ hai này đi có đầy xô không nha. Tới cái lú thứ hai mọi người ơi, nãy giờ là mình dở dắt đầu với dắt này cũng mau mà hay sao. Khoảng 2 tiếng là dở dắt thứ hai. Sao cái này ít hơn cái nãy à, 5 kg không sắp tập nữa gì được rồi, tại nãy giờ cũng nhanh mà mình lên tới trên này mà vẫn không thoát nổi mấy người cao kê ung sùm cho đất hết chứ. Nhằm khi quay xong video rồi cái nghe cao ung sùm cái khỏi đăng luôn này. Ít hơn giác đầu hay mọi người, giác đầu dở thấy ham hơn, giác này vậy là ngon rồi đó chứ. Mày dở sớm quá. Ừ. Cái thứ ba nha mọi người. Cái mấy cái đầu dở nặng lắm, nở cắm đầu luôn. Giác hai này tại dở hơi nhanh, nãy giờ mới có 1 tiếng ngoài à. Ngoài 2 tiếng. Nè không sao. Nặng ha. Ngày này ngay cửa miệng vùng dưới vùng trên. Rồi tôm đang lội á mọi người.
vô méo quá trời. Cái khúc dùng bự ở trên nó nhiều, cái mặt tiền nữa. Dạ. Nãy con trai dở cái bên kia nhiều, nhiều nhất luôn. Này. Wow. Ồ, cái này nhiều trời. Nhiều hơn cái ở dưới mặt tiền ha. Ừ. À. Mày có chục à. Cái thứ tư nha mọi người. Nửa xô chưa sao? Ủa hả? Ủa cũng bằng hồi nãy à. Nãy lên tới đây cũng nửa xô. Mà dở thấy nó ít hơn ha. Này dở nhiều quá mọi người. Cái này nặng không ạ? À? Wow. Coi có con cua nào vô. Ôi. Mấy con tàu bự đã ghê. Này, này hơn nãy luôn á. Vậy là cái giữa vuông đó nó quá tập. Giữa vuông nhỏ nó chảy nhiều hết nè. Cái này mới 4 cái à, nhiêu đây à? Cũng lại sâu. Còn 3 cái nữa nè. Còn 4 cái gần đây sâu nè mọi người. Tới cái lỗ thứ năm rồi nha mọi người. Thì cái giác đầu tiên á, mình với cha mình dở là được 65 kg nha, tính phỏng phỏng là tầm 65 kg đó, nhầm khi hơn. Ui dữ vậy, khúc à, để dồn xuống khúc dưới hả, quá trời luôn nè, chu cái đầu lên nè mọi người. Tại cái này nó chạy không có mạnh bằng mấy cái kia. Cũng vậy đó ha. Ui. Này nó đầy không? Chắc không đầy quá. Và. Wow. Ui cũng nhiều quá nè, chứ không phải không mạnh đâu. Đóng luôn nè. Cũng vậy à. Ừ. Giác này dở đều đều không hết. Ui đầy luôn à. Gần đây rồi mọi người ơi. Vậy là được hàng lát đổ vô bao. Ui còn 3 cái lần hả? Ui 2 cái à? Cái thứ 6 nha mọi người. Nãy cái này dính tịch lắm nè. Tịch không? Mình vô bao quá. Bao đi. Bao ha. Bao đây. Thấp xuống, thấp xuống. À, thấp xuống, thấp xuống. Kéo lên đi, công dụng lên nó không ra được hơn. Vừa bao nó hơi lập chụp mọi người. Nghĩ dần chim gách lỗ nữa cảnh ơi. Thằng gách hả? Gách này ô. Út á. Gách đổ vào bá nè. Trời ơi, cua kẹp có cua không mà sao gách đi? Không, không có cua mà. Trời ơi, gách hôm nữa luôn. Cái cuối cùng nha mọi người. Rung dữ, cây rung nè. Nãy kìa. Cái này chạy cũng không nhiều lắm. Cái rùa này sao đây? Chứ không phải giờ nó chạy cũng đều đều không? Cái này kia. Nãy có một cái một là cả 5 kg là cái đó tệ ha. Cái mình đó đúng là nhiều tệ nhất. À. Cái tổ nhỏ gì mà nó biết tưởng ra. Đâu, hay. Nó lằn nó vô trong này đâu, nó lằn trên chỗ đâu. À. Nó lằn hoài. Này còn đủ không? Đủ thôi. Đủ không? Đủ. Dạ chứ hay vậy. Ừ. Này đủ là tại nghiêng qua bên á, bên đây còn nhiều. Bao nhiêu đó cũng đủ mà, ít mà. Cái này có 3 kg gì. 4 kg hả? À. Cũng như đợt rồi mà mọi người rất đồng quá. Nhiều rất đầu à. Yếu hơn rất đầu xíu luôn. Giờ đi vô nha mọi người.
Đây, vợ lú xong xuôi vô ăn cháo nha. Để vô đó ăn rồi, xong là khuya thì vợ ăn giác nữa nha mọi người. Không ăn hay sao? Không. Cháo này, cháo gà này. Rồi bưng nồi cháo vô. Chuẩn bị. Bưng nồi cháo vô ăn đi. Vô đó, không để ngoài sao? Ở đây là vui vậy đó, mỗi lần sổ tôm là vui vậy đó. Đó thì vui ha. À, được không? Cháo khuya nữa chứ bộ. Ở đây là sổ tôm vui vậy á. Ủa, giá lắm. Rồi mời mọi người ăn cháo nha, mình ăn đây. Không có giá hả? Bán tôm xong rồi, tổng cộng là một đêm nay cho mình đặt là 250 kg nha mọi người. Đây, số tiền bán được tầm 50 mấy triệu. Đây, thì ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Bye bye, mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.